Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Kali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Vâng, hôm nay mình sẽ đến phở Real cùng với lại gia đình ăn trưa tại đây. Nghe nhiều người giới thiệu đây phở Real rất là ngon, có 2-3 tiệm lận, nhưng mà trong Uber thì họ chở mình tới chỗ này đây. Phở Real này của người Việt Nam, nghe chị chủ nói là chỉ có 3 tiệm lận. Cái tiệm bên chỗ nào nó có lẩu ốc rồi nữa. Kế tiệm phở Real thì có Sushi Tower và Steakhouse, vừa bán sushi và cũng vừa bán thịt bò với steak nữa. Cái khu vực này thì mình cảm thấy là nó giống như mới xây dựng lên. Có hãng T-Mobile ở đây. Ở này nó không nằm trong cái khu vực khách sạn các bạn, nó nằm ở ngoài rồi. Muốn ăn đồ Mỹ thì có mạch đá nổ ở đây đây. Ở bên kia thì có Popeyes. Popeyes họ bán chicken không quý vị? Một buổi sáng yên tĩnh, mình ở đây một bữa nữa rồi xong xuôi mình trở về. Tóm tắt lại là 4 ngày vacation. Ở trên đây thì mình đi bộ nhiều hơn. Chỗ nào cũng mình cũng đi bộ vòng vòng nha. Đa số trên đây không có cây cối gì nhiều đâu nghe các bạn, tại vì Nevada thuộc loại là tiểu bang sa mạc mà. Thử ra chung quanh thì là cây dừa nó nhiều, palm trees nó nhiều lắm. Nó dễ sống. Và nhà cửa cũng ít có ai trồng cây cối lắm. Tưới sao chịu nổi, nắng nóng lắm. Mùa đông thì cũng lạnh, mùa hè thì nóng kinh khủng luôn. Một tiểu bang mà sa mạc hoang vu với rừng núi như vậy mà chính quyền chính phủ Mỹ đã làm chỗ này thành một nơi sầm uất, một nơi mà phải nói là khách khắp nơi trên thế giới đổ về đây để du lịch, rồi chiêm ngưỡng những cái khách sạn, những cái show trình diễn ở ngoài trời lẫn ở bên trong. Ban đêm rất là đông đúc, người đi tấp nập, đường phố thì lên đèn, cái bằng sáng cả một khu, đừng nói một khu, nguyên một thành phố luôn nha, thành phố không ngủ mà. Phở Real này thì ở bên trong mình thấy hơi nhỏ, chứa chừng 5-70 người mà thôi à. Không có đông lắm, không có ấy. Sáng thì thấy le que có vài người, không có đông. Mình hỏi chủ khách thì chủ tiệm nói họ đến bất tử lắm. Ok, thì bây giờ bữa nay mình ít có làm mấy cái review về mấy món ăn lắm. Nhưng mà đã đến đây rồi, thôi review cho các bạn xem luôn ha. Cái này giống như là cơm chiên nha các bạn ha. Cái menu á, nhìn cũng bắt mắt lắm. Này cơm chiên này có lạp xưởng, có tôm, có thịt gà nữa ha. Còn bên đây là các bạn biết cái gì rồi gì ha, gỏi cuốn. Mỹ khoái cái gỏi cuốn lắm, nó gọi là spring roll, mắc lắm nha các bạn. Ở Việt Nam thì rẻ, chứ gỏi cuốn bên Mỹ này mắc lắm á, tại vì họ tính công, cái công làm á. Nhà hàng này thì mở cửa từ thứ 2 cho tới thứ 7, từ 10 đến 9 giờ tối. Chủ nhật thì 11 giờ đến 8 giờ tối. Số phone là 702-463-2125. Bên đây thì có những cái món xào họ để đằng trước mặt như thế này, để cho khách người Mỹ họ biết ở trong tiệm có bán những thứ gì. Trên đây là Vietnamese restaurant.
Mình thấy rất là yên bình một buổi sáng, một buổi trưa chứ. Không biết chiều có đông hay không. Ok, để mình vô bên trong coi phở tới chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ review food cho các bạn xem nha. Cái tô phở real ở đây. Hello mọi người. Say hello, hello. Phong Phú chào kênh Kelly Sài Gòn con. À, bây giờ mình sẽ quay chị chủ quán đằng kia ha, ví dụ. Rồi, bây giờ cái tô phở của mình đây, mời các bạn ha. Cầm máy giùm mình chút xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ, ở đâu cũng gì ăn phở thì phải có lá quế các bạn. Thằng Thanh bỏ lá quế vô không? Lá quế thì mùa đông thì chắc không có tươi gì mấy, nó có le que vài cọng vậy thôi à. Rồi mình sẽ bỏ, chỉ như cái này ăn phở phải có cái này rồi, cộng thêm tương ớt. Rồi bây giờ là Covid-19, bây giờ họ ăn bằng đũa này không các bạn ơi, không đũa mày rửa đi rửa lại nữa. À, cái tô này thì nó cũng không được bự. À, thường thường cái tô ở chỗ của mình Sacramento thì nó bự lắm. Tô đặc biệt là nó bự gấp rưỡi cái tô này luôn á. Rồi. Bây giờ mình để mình quay cho bạn Thanh ha. Rồi, bạn Thanh dùng đi. Tự nhiên xin mời, tự nhiên. Có bò viên trong em con. Có. À, được rồi. Dùng trước đi. Ở đây thì mình thấy có thịt nạm nè. Bò viên. À, tô thì hơi nhỏ hơn ở trong phố mình, thịt thì cũng ít hơn. Nhưng quan trọng là cái nước súp các bạn ha, phở là quan trọng nhất là cái nước súp. Sao cái nước súp nó ngọt không? Rồi bạn Thanh cầm như thế này ha. Để mình ăn thử để coi cái nước súp như thế nào các bạn ha. Đầu tiên phở hay cái gì cũng vậy, phải là nước súp phải ngon mới được. Cũng ok. Bánh phở với lại thịt thà thì nó hơi ít hơn những cái chỗ khác. Cho bạn Thanh đi. Cái tô nhỏ hơn cái tô của thành phố mình ha, Phong Phú ha. Cái tô chỗ mình giống như là một cái hồ bơi. Nếu mình kêu cái tô large. Nhưng nước súp thì ok. Cay hả?
Thanh cay quá. Hồi nãy bỏ ớt đâu có nhiều đâu mà cay. Dạ. Uống nước đi. Ở đây có chè, có ăn chè không? Rồi anh ra ngoài quay chút xíu anh. Ở trong đó thì mình quay review thì tại vì có nhiều cái mà mình muốn nói thật sự thì có cái tiệm nó nhỏ, thực ra mình lịch sự chút xíu, mình không muốn nói sợ làm người ta đắng lòng. Thật ra phở riêu đây cái tô nhỏ lắm các bạn. Thịt cũng rất là ít luôn, họ bỏ thịt thà rất là ít, không có hay, rồi không có đẹp mắt, ăn cũng ok, nước lèo thì cũng được, nhưng mà đại khái gì nó cũng cỡ mức độ trung bình thôi, một tô cỡ khoảng 14-15 đô. Mình thì theo mình thì mình không có recognize bạn bè tới đây nhiều. Tại vì nếu mà mình giới thiệu cái quán phở nào ngon thì ngon thì mình giới thiệu, chứ mà trung bình hoặc là dưới trung bình mà mình giới thiệu thì sẽ bị người ta đánh giá liền. Ok, nói mình nói không đúng sự thật. Cũng tùy theo người à, có người thì thích nói chỗ này ngon, có người nói chỗ này thì dở. Cái đó là tùy khẩu vị mỗi người các bạn ha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã review một cái tiệm phở ở một thành phố giữa sa mạc tại tiểu bang Nevada. Rồi xin hẹn lại tất cả các bạn một lần sau nha. Bye bye.